đã không còn vang nữa. Hết bài tập rồi ta không còn than nữa. Quên được nhau không, hãy tiếp tục về phía trước. Quên được đâu, bởi trong đó vẫn lưu giữ những ký ức. Tiếng trống trường đã không còn vang nữa. Hết bài tập rồi ta không còn than nữa. Quên được nhau không, hãy tiếp tục về phía trước. Quên được đâu, bởi trong đó vẫn lưu giữ những ký ức. Miễn du trong tâm trí tôi không thay được bằng từ nào. Không gì có thể diễn tả được cảm xúc đó ngoài hai chữ tự hào. Viết mọi thứ lên trang giấy trắng rồi viết lên những vì sao. Tôi ước được ở lại đây thật lâu, vì có nghe không bầu trời cao. Viết thêm một câu nữa, cái gì dòng là lâu nữa, để tôi có thể nhìn lại nét chữ và nhớ những kỷ niệm xưa. Những khi đi phượt, những khi đi phát, cười đùa với vẻ không bạn bè. Những khi gây gỗ, những khi giận nhau như rồi lại làm quê dừng lại. Tôi muốn dòng thời gian trôi đi thật lâu, để tôi có thể nói rõ mọi thứ lúc ta chuyển mày nó không thật đâu. Để tôi có thể nói lời cảm ơn những người coi tôi như con mình. Từng nào mình vẫn còn vui tấp mặt thì họ sẽ vẫn còn tim trái tim. Cảm hóa được mọi thứ trên đời này, dù là tất cả những gì mình biết đó là mục đích trong đời. Thời gian dù tôi thể có bị quyền vẫn quay mộng thêm năm tháng, thì họ chỉ muốn chúng tôi khắc ghi một điều cho tâm can. Trái đất này không bao giờ ngừng quay, cũng như dòng máu Việt Nam nơi đây không bao giờ ngừng chảy. Chỉ kiên cường luôn bất khuất, dù cho sau này chúng tôi mất tất, thì sự tồn tại cũng vô vẫn sâu trong đời mọi người, không bao giờ biến mất. Nguyện du những cái trường mà tất cả chúng ta lưu ký. Nguyện du để chắc chắn cho chúng ta phải con được biết. Nguyện du là chất, nguyện du luôn là nhất. Nguyện du mà chuyện tươi đẹp đối với học sinh như một giấc mơ. Nguyện du những cái trường mà tất cả chúng ta lưu ký. Nguyện du để chắc chắn cho chúng ta phải con được biết. Nguyện du là chất, nguyện du luôn là nhất. Nguyện du mà chuyện tươi đẹp đối với học sinh như một giấc mơ. Và đây là Nguyện du. B11 tôi vẫn nhớ tên, mà B12 tôi vẫn nhớ đến. Tất cả giống như hình xăm trên mình, mà không bao giờ tôi có thể quên tình cảnh mặt bè và sự đoàn kết. Giúp ta vững vàng và tiếp tục bước, cho dù bao nhiêu vẫn có khó khăn có đen. Và ta ở ngay phía trước vẫn luôn chiến đấu kiên cường, sống với nghị lực phi thường. Dẫu cho sau này mỗi người một phương, nhưng vẫn khắc ghi tên trường. Dẫu cho dòng đời nhiều chông gai, thì lòng vẫn tràn đầy tình thương. Khi mày đang đứng trên này, tôi cảm nhận được nhịp tim đang cộng hưởng. Tôi sẽ không quên đường nếu mình vẫn bước đến tương lai. Sau này bước qua đánh cầu kia, thì đời tôi bước sang chương hai. Tôi không biết sau này bao nhiêu phong ba bão táp sẽ xảy đến. Một khi đã đứng nơi này, thì hãy bất chấp tất cả mà quẩy lên. Nguyện du những cái trường mà tất cả chúng ta lưu ký. Nguyện du để chắc chắn cho chúng ta mà con được biết. Nguyện du người đại chất, nguyện du luôn là nhất. Nguyện du mấy chuyện tươi đẹp đối với học sinh như một giấc mơ. Nguyện du những cái trường mà tất cả chúng ta lưu ký. Nguyện du để chắc chắn cho chúng ta mà con được biết. Nguyện du người đại chất, nguyện du luôn là nhất. Nguyện du mấy chuyện tươi đẹp đối với học sinh như một giấc mơ. Và đây là Nguyện du. Bài nhạc gửi về sau để đàn em ghi nhớ là dù đi về đâu thì hãy luôn biết ơn và khắc ghi. Nguyện chung trong đầu mình tiếp tục mà phát huy vì vậy là chiến đấu nhưng đã cứ đang tỏ không liên quan nhưng mà anh thi xong. Mệt phải lờ, mệt phải lờ.